Cô thân chào các bạn tuổi Kỷ Mùi 1979. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về sao, về hạn, về vận của riêng của các bạn trong năm 2023. Chúng ta biết năm 2023 là năm Quý Mão. Như vậy là tuổi năm Quý Mão là tuổi của mèo, mà mình là mùi, tức là mũi của con dê. Như vậy là hai con này có cái sự bình yên với nhau. Con mèo thì thích ăn ổn ở một cái góc nào đó, thích nằm ở trong cái hiên để mà sưởi nắng, những người mà vuốt ve cái đuôi của mình nhìn trời nhìn đất. Còn cái tuổi mùi thì là thích cái sự bình an ở những cái nơi đồng cỏ, lại ngước nhìn đồng cỏ, thích ăn những chiếc lá. Đó là hai cái tuổi không có hề có những cái sự xung đột với nhau, không xung khắc nhau. Cho nên cái năm Mão chúng ta không gặp cái thoái tuế. Đó là một cái điều đáng mừng của chúng ta trong năm. Thì nói sơ qua về cái người tuổi mùi, thì người tuổi mùi rất là lành tính nè. Họ ít cái cao vọng trong cái cuộc sống. Họ mơ ước của họ rất là bình dị, giống như cái bài hát Ngôi Nhà Và Những Đứa Con. Họ chỉ mong mỏi một cái sự bình yên của gia đình của mình. Mình, con người mình nói chân chất như củ khoai, như cái ngọn lúa, siêng năng, cần mẫn, chịu thương, chịu khó, không ngại mà gian khổ để sống vì gia đình, sống vì cái người thân. Những người tuổi mùi là những cái người mà thuộc về cái khuynh hướng mà lo cho gia đình, lo cho kính trên nhường dưới, lo cho ông bà, lo cho tổ tiên, lo cho hương khói của ông bà. Họ có một cuộc sống bình yên, họ không cao vọng. Họ khi mà vào làm trong cái công ty, khi mà phải làm ăn xa, thì họ cũng ấp ủ một cái tình thương đối với gia đình, đối với dòng họ của họ. Họ ấp ủ trong cái tâm mình, cái lòng đó, và họ cũng đa số có thiên về kính trời đất. Họ hướng cái tâm mình vào cái thiên nhiên, họ không ham địa vị, cho nên cái cuộc sống của nó tương đối bình an. Và họ chỉ cầu mong cái sự bình yên cho gia đạo của mình mà thôi. Là con người rất là hiền lành, không có nhiều cao vọng như những người tuổi Dần, những người cái tuổi Thân, những người tuổi Dậu. Thì qua cái năm mà hai năm Mão này á, thì những bạn nam á sẽ gặp cái sông Mộc Đức và hạn Quỳnh Tiền. Và vận của mình nó là cái vận xà hãm tinh. Thì năm 2023 là được 40, bạn được 45 tuổi. Bạn không phạm kim lâu nè, không phạm tam tai, nhưng mà mình phạm quan ốc, và mình cũng không phạm thoái tuế. Như vậy mình chỉ phạm quan ốc thôi, mình không nên cất nhà. Tại vì nếu mình cất nhà thì dễ ngôi nhà mình nó nở nên quan vắng. Còn những gì khác mình đều làm được, đều có sự tốt đẹp, thuận lợi cho mình. Rồi hỏi về cái chuyện mà công tiền bạc của mình làm như thế nào trong năm nè. Rồi mình sẽ công việc mình ra sao, sức khỏe của mình và cái tình cảm gia đạo của mình ở trong năm như thế nào, thì cô trả lời đây. Thì năm Quý tức là nó thuộc về hành thủy, mà mình là người Kỷ, tức là cái người hành thổ, cho nên thủy thổ nó không tốt, cho nên có cái phần khắc kỵ với nhau. Tiền bạc mình làm thì không được thuận lợi nha các bạn. Công việc mình thì vẫn bình ổn và vẫn có nhiều người có sự giúp đỡ, tương trợ của cái nhiều người khác. Tại vì đây là cái năm tam hợp tuổi cho mình. Về sức khỏe các bạn cũng cần chú ý, tại vì mình là cái người mệnh quả. Mà cái năm là thuộc về năm kim, cho nên sức khỏe mình cũng có cái vấn đề các bạn cần chú ý. Riêng về gia đạo của các bạn nam thì cái được cái sự tốt đẹp, được cái sự thuận lợi, tình cảm gia đạo của mình nó tốt đẹp. Vợ chồng ít có cái những sự gây gổ với nhau, có những sự hiềm với nhau thì nó không có. Cho nên đây là một cái năm tốt về cái tình cảm của mình trong cái năm. Bây giờ cô nói về cái sao Mộc Đức.
Khi các bạn có cái sao mục đích, đó là một cái sao tốt, mang nhiều cái may mắn đến cho bạn, dù bạn là bạn nam hay là bạn nữ. Khi có sao mục đích thì có nhiều cái điều tốt đẹp cho mình, như là trong cái công ăn chị làm mình nó cũng có nhiều cái thuận lợi nè. Cái công việc mình thuận lợi, sức khỏe mình cũng tốt, cái gia đình mình cũng được hạnh phúc, ấm no. Danh có tiếng, có sự phúc, có nhiều cái sự tốt đẹp. Nếu mà ở trong cái tuổi mà thi cử thì gặp được thầy hay bạn giỏi để mà giúp mình thi cử được tốt đẹp. Còn nếu mà mình đang trong cái thời kỳ mà cần thăng quan tiến chức thì nó cũng sẽ giúp mình có nên công danh của mình được tốt đẹp. Bạn nữ mà có thai thì sinh con cũng được, là con mình nó sẽ điềm đạm, nó sẽ có cái tính quyết đoán. Vì sao mộc đức là một cái sao mộc, cho nên mình hợp trong năm, mình hợp những cái màu sắc thuộc về hành mộc như màu xanh lá cây nè, rồi nó cũng hợp với những người mệnh hành những cái sắc màu thuộc về hành thủy như cái màu là màu xanh biển, cái màu đen. Và chúng ta nên kỵ những cái màu mà thuộc về hành quả, như là cái màu đỏ nè, màu hồng, màu tím. Kỵ những cái màu thuộc về mệnh kim, màu khỉnh kim, nhật về đậu trắng, màu bạc, màu vàng ánh kim. Thì chúng ta biết được khi mà gặp sao mộc đức là cái sao tốt thì chúng ta cần phát huy vào những cái màu sắc nào để cái tốt của mình nó được tăng lên. Đó, những cái nào làm cho cái tốt của mình bị xấu thì mình không làm nhé bạn. Rồi các bạn có cái hạn là hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền thì nó chủ về sức khỏe của mình đó các bạn. Chúng ta cẩn trọng vấn đề sức khỏe của mình nè. Khi mà có bệnh đau đầu, chóng mặt hay cái gì đó thì chúng ta nhanh chóng đến thầy, tìm thuốc chúng ta uống. Tại vì nó có cái ảnh hưởng về sức khỏe của chúng ta. Khi mà chúng ta có cái hạn này thì các bạn lưu ý giùm cho. Rồi mình có một cái vận xà hãm tinh, mình được có nhiều cái may mắn, nhưng mà cái sự mà tiến hóa của mình để mà dùng dãy để mà đạt được nhiều cái thành tích cao trong cái năm thì nó lại không được, nó lại bị ém, bị chặn lại. Tại khi mình có cái vận xà hãm tinh là có con rắn nó bị nhốt ở trong hang, bị nhốt lại. Cho chúng ta biết là chúng ta không nên quá sung sức. Chúng ta làm việc chúng ta nên dè chừng lại. Mình có những cái dự định, những cái việc làm mình quá lớn, quan trọng thì chúng ta nên đợi khi chúng ta qua khỏi cái giận này thì chúng ta hãy tiến hành. Thì chúng ta biết thì chúng ta tránh, chúng ta biết thì nó giúp ích cho chúng ta nhiều thôi. Thì bài chia sẻ cho các bạn về cái năm Quý Mão đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha. Thân ái chào các bạn.